Xin chào toàn thể anh chị và các bạn đang quay trở lại với Bình Dương Land Review. Hôm nay thì vì tình hình dịch thì rất là căng thẳng, cho nên rằng cũng đang ở nhà để làm những cái video mới nhất cho anh chị. Vừa có cái thông tin cập nhật, cũng như là vừa có cái nhìn tổng quan về khu vực của thị xã Bến Cát. Đại học Việt Đức là một cái đại học quốc tế công lập, hiện tại bây giờ là lớn nhất tại Việt Nam luôn. Thì với cái đại học quốc tế này, quy mô khoảng 50 hectare, hiện tại đang trong giai đoạn xây dựng và hoàn thành, dự kiến rằng trong năm 2022 sẽ đi vào hoạt động. Thì với cái tiến độ của hạ tầng này thì đã bị trễ rồi nha anh chị. Đúng lý ra là nếu mà tình hình dịch không căng thẳng thì có lẽ là đã đi vào hoạt động trong vòng năm nay, tuy nhiên rằng sẽ bị dời lại trong vòng 2022. Về cái quy mô và cũng như là những cái phân khu chức năng ở trong Đại học Việt Đức thì anh chị nhìn thấy có những cái không gian cho những chuyên gia ở này, những giáo viên người nước ngoài, cũng như một sân vận động rất là lớn, phân khu chức năng cũng như là sân tennis, bóng rổ, rất là nhiều cái khu để cho sinh viên ở đây có thể học tập và làm việc một cách thoải mái nhất và sáng tạo nhất. Có những cái khu như chung cư, những cái tòa đó để cho những cái sinh viên ở trong ký túc xá được thoải mái nhất có thể. Thì với khu vực này thì phía sau đó chính là khu tái định cư Mỹ Phước 4. Hiện tại thì giá đất ở đây dao động rơi tầm khoảng 1 tỷ tư một nền 5x30. Còn ở khu vực gần của Đại học Việt Đức này thì giá sẽ cao hơn nha anh chị, rơi tầm khoảng 1 tỷ 8, 1 tỷ 9, 2, trên 2 tỷ cũng có. Thì với cái dãy nhà mà anh chị đang quan sát thấy phía xa xa kia, đó là dãy nhà nằm trên mặt tiền của vành đai 4 luôn. Thì dãy nhà này là của BKMX đang triển khai, dãy nhà 1 trệt 4 lầu và một cái tầng sân thượng. Hiện tại bây giờ thì đang triển khai với mức giá rơi tầm khoảng là 10 tỷ cho tới 12 tỷ tùy vào cái vị trí. Với cái dãy nhà thì này thì bên trong đang bàn giao cho anh chị là thô nha anh chị, chưa có hoàn thiện nha. Thì nếu như anh chị có đang quan tâm những cái sản phẩm đất ở quanh cái khu vực của Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3 cũng như là Mỹ Phước 4 gần chỗ siêu thị Go này, cũng như là Đại học Việt Đức, thì nằm giữa bên tay trái của quốc lộ 13, nếu anh chị đi từ hướng của Sài Gòn chạy lên thì đó là Đại học Việt Đức. Còn bên tay phải của anh chị, góc ngã tư giữa vành đai 4 và quốc lộ 13, đó chính là siêu thị Go, đó là trung tâm thương mại 3 tầng. Và đây là một cái điểm hút rất là lớn khi mà đã được ký kết hợp đồng xây dựng giữa BKMX và công ty Central Retail Central Việt Nam để xây dựng cái khu trung tâm thương mại này. Thì như anh chị thấy ở phía xa đó, ở bên tay phải đó chính là cái khu đô thị Ecolac, thì có một quỹ đất trống đó, đó chính là khoảng 3,6 hectare, đó chính là cái vị trí để xây trung tâm thương mại Go. Nếu như mà anh chị có đang quan tâm các sản phẩm đất bất động sản tại khu vực này, hay là đã xem và có những mảnh đất ở đây cần ký gửi, cần bán cho nhanh, thì anh chị có thể là gửi bên Bình Dương Land Review. Tại hiện tại chúng tôi đang có rất nhiều khách hàng đang đặt hàng cũng như là tìm kiếm các sản phẩm ở đây. Tuy nhiên rằng vì cái mức giá mà rất nhiều chủ đang mong muốn thì giá rất là cao, cho nên anh chị mong muốn bán thực sự thì anh chị có thể ký gửi lại cho kênh, cũng như là có những cái yêu cầu về tìm kiếm cái sản phẩm bất động sản phù hợp với mình thì anh chị có thể liên hệ với Trang ha, qua số hotline 0353 899 666. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị với những video lần sau. Hy vọng là anh chị sẽ ủng hộ kênh bằng việc là đăng ký kênh cũng như là like, chia sẻ để tham quan những dự án tiếp theo.